Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình tiếp tục dẫn các bạn đi tìm chiếc xe đồ chơi mới nữa nha các bạn. Nhưng mà hôm nay mình phát hiện ở đây có rất là nhiều chú gà con luôn á các bạn. Đây, mình quay cho các bạn xem nha. Đó. Wow, những chú gà con rất là đáng yêu luôn á các bạn. Đây. Đó các bạn. Đây. Wow. Rất là nhiều chú gà con luôn á các bạn. Hey, các bạn ơi. Wow, mình phát hiện hai chiếc xe đồ chơi gì nè các bạn. Đây. Một chiếc xe cần cẩu đang múc đất cho chiếc xe ben này các bạn. Đây. Wow, để mình múc cát lên cho chiếc xe tải nó chở đi nha các bạn. Wow, quá xịn sò luôn các bạn ơi. Đây. Nè nè nè, pin 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 pin. Nè nè nè, pin pin pin. Rồi mình ben nha các bạn. Đấy. Quá xịn sò luôn các bạn ơi. Wow, một chiếc xe tải màu vàng rất là đẹp luôn các bạn. Đấy, với một chiếc xe cần cẩu màu vàng. Wow, các bạn ơi. Wow, mình phát hiện ở đây một chiếc xe cảnh sát nè các bạn ơi. Wow, một chiếc xe cảnh sát siêu to khổng lồ luôn các bạn ơi. Wow, rất là đẹp luôn nè các bạn. Đấy. Rồi, vô gỗ luôn các bạn ơi. Wow. Đây, một chiếc xe cần cẩu nè các bạn ơi. Đây, còn đây một chiếc xe cần cẩu múc cát nè các bạn. Wow, rất là đẹp luôn các bạn ơi. Một chiếc xe cần cẩu rất là nhiều màu luôn nè các bạn. Đây, có màu đỏ, có màu xanh lá cây, có màu cam, có luôn nè các bạn. Wow, quá đẹp luôn các bạn ơi. Đây, ở đây cũng vậy nữa nè các bạn. Wow, một chiếc xe đầu khủng long màu đỏ nè các bạn. Đấy, cái cần cẩu màu xanh nè. Đấy, chỗ này thì màu vàng nè các bạn. Wow, rất là nhiều màu luôn các bạn ơi. Đấy. À các bạn ơi, mình phát hiện cây dừa thần kỳ có những chiếc xe mới rồi các bạn ơi. Đấy, bây giờ mình sẽ lại đó coi những chiếc xe đó là xe gì nha các bạn. Wow. Đấy, một chiếc xe gì màu xanh lá cây nè các bạn. Wow, một chiếc xe màu xanh lá cây quá là đẹp luôn nè các bạn ơi. Wow, đẹp quá các bạn ơi. Đấy, cho vô gỗ luôn để mình xem bên đây còn gì nữa không các bạn ơi. Wow, các bạn ơi, một bộ xe công trình gì nè các bạn ơi. Wow, quá đẹp luôn các bạn ơi. Một bộ xe công trình màu vàng, có 4 chiếc xe luôn các bạn ơi. Đây. Đây. Wow. Wow, đây cũng là một bộ xe công trình nữa nè các bạn. Đây, đúng là cây dừa thần kỳ thiệt các bạn ơi. Có rất là nhiều xe đồ chơi luôn nè các bạn. Đây, nguyên một gỗ xe đồ chơi luôn nè. Bây giờ mình sẽ đổ ra cho các bạn xem đây là những chiếc xe đồ chơi gì nha các bạn. Rất là nhiều xe đồ chơi luôn á các bạn. Đây, bây giờ mình sẽ khui một chiếc xe tải màu xanh này nha các bạn. Wow, đây là một chiếc xe bồn nè các bạn. Đây là một chiếc xe chở thú. Còn chiếc xe này là xe cứu hỏa, cứu hộ nè các bạn. Wow, còn bên đây là một chiếc xe bồn chở dầu nè các bạn. Đây, đây là chiếc xe tải này nè các bạn. Đây, còn chiếc xe này xe chở gác nha. Còn chiếc này là cần cẩu múc cát nè các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ khui chiếc xe này ra nha các bạn. Wow. Wow, một chiếc xe tải chở cát rất là đẹp luôn các bạn ơi. Ồ, cái thùng ben nó quá trời bự luôn nè các bạn. Chở được rất là nhiều cát và đá luôn á các bạn ơi. Đây. Cái cabin màu trắng, còn cái thùng ben chở cát này là màu xanh lá cây nè các bạn ơi. Wow, rất là đẹp luôn các bạn ơi. Trên đầu xe có 4 cái còi luôn á các bạn ơi. Đây, có xe này tổng cộng có 6 bánh lận nha các bạn. Đây, bên đây 3 bánh ha. Bên đây 3 bánh là 6 bánh nha các bạn. Wow. Xe này chạy bằng trớn nha các bạn. Wow. Đấy. Đấy, thấy chưa? Quá xịn sò luôn các bạn ơi. Đây mình cho nó chạy nha. Wow. Đây, kế tiếp là một chiếc xe cảnh sát nha các bạn. Wow, chiếc xe cảnh sát siêu to khổng lồ luôn các bạn ơi. Đây. Quá trời dài luôn nè các bạn. Wow, nhìn rất là hầm hố luôn các bạn ơi.
Đấy, một chiếc xe cảnh sát màu trắng rất là đẹp luôn các bạn. Wow, xe này cũng chạy bằng chớn nữa nè các bạn. Đấy, quá xịn sò luôn các bạn ơi. Đây, kế tiếp là bây giờ mình sẽ khui bộ xe công trình này ra nha các bạn. Wow, tổng cộng có 4 xe luôn nè các bạn. 1, 2, 3, 4 chiếc xe luôn nè các bạn ơi. Đấy, bây giờ mình sẽ khui ra nha. Đây nè các bạn, có 4 chiếc xe luôn nè các bạn ơi. Wow, ở đây là một chiếc xe chở dầu nè các bạn ơi. Wow, rất là đẹp luôn các bạn. Một chiếc xe chở dầu màu vàng. Đây, quá đẹp luôn các bạn ơi. Đấy, còn đây là một chiếc xe bồn nha các bạn. Một chiếc xe bồn trộn bê tông nha. Wow, rất là xịn sò luôn các bạn ơi. Đây. Wow. Đây, kế tiếp là một chiếc xe cần cẩu múc cát nha các bạn. Đây, cũng xây được luôn nè các bạn ơi. Wow, cái đầu múc nè các bạn. Đây, rất là đẹp luôn các bạn ơi. Đây, đây kế tiếp là một chiếc xe tải vỏ cát nè các bạn. Nó ben nè các bạn. Wow, bây giờ mình sẽ xúc cát cho chiếc xe này cho nó ben thử cho các bạn xem nha. Đây. Wow. Đấy, quá xịn luôn các bạn ơi. Rồi mình ben cát nha. Wow, rất là xịn sò luôn các bạn ơi. Đây, kế tiếp là một chiếc xe tải chở cát màu vàng luôn nè các bạn. Wow, rất là hầm hổ luôn các bạn ơi. Xe thì nhỏ nhưng bánh xe rất là bự luôn nè các bạn. Đây cũng vậy, một chiếc xe cần cẩu màu vàng luôn nè các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ múc cát cho chiếc xe tải này chở đi nha các bạn. Wow, rất là xịn sò luôn nè các bạn ơi. Wow. Rồi đây rồi các bạn ơi, bây giờ mình chạy đi nha. Đây, đổ cát ra. Wow, hai chiếc xe công trình nè các bạn, rất là đẹp luôn nè các bạn ơi. Đây, kế tiếp là một chiếc xe cần cẩu đầu khủng long nha các bạn. Wow, chiếc xe này siêu to khổng lồ luôn các bạn ơi. Đây, cái đầu móc của nó nè các bạn. Wow, kéo ra kéo vô được luôn nè các bạn. Đây, rất là đẹp luôn các bạn ơi. Đầu khủng long màu đỏ nè các bạn. Đây, 4 bánh xe bự quá trời bự luôn các bạn ơi. Đấy, tiếp theo là một chiếc xe cần cẩu múc cát. Wow, chiếc xe này có 3 màu luôn các bạn ơi. Màu đỏ, màu xanh lá cây với màu cam luôn nè các bạn. Rất là đẹp luôn các bạn ơi. Wow, trong đây có anh công nhân điều khiển chiếc xe cần cẩu múc nè các bạn. Đấy, xe này thì có 6 bánh xe nha các bạn. Wow, rất là đẹp luôn các bạn ơi. Đấy, cuối cùng là bộ xe công trình nè các bạn. Wow. Wow, ở đây là một chiếc xe khoan đất nhà đá nè các bạn. Đấy, cái đồ khoan của nó nè các bạn ơi. Rất là xịn sò luôn các bạn ơi. Wow, khoan đất nha. Wow. Đấy, kế tiếp là một chiếc xe xúc đất nha các bạn. Đây, mình sẽ xúc cho các bạn xem nha. Đấy. Wow, quá xịn sò luôn các bạn ơi. Đấy, tiếp theo là một chiếc xe cần cẩu xúc cát nha các bạn. Wow. Đây. Đấy, thấy các bạn thấy không? Thì nó nhỏ nhưng mà múc cát rất là nhiều luôn các bạn ơi. Đây. Đây, còn chiếc xe này là đất luôn nè các bạn ơi. Đây, đấy. Wow, quá đẹp luôn các bạn ơi. Đây, mình cũng xin kết thúc video tại đây luôn nha các bạn. Chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn các bạn ở những video tiếp theo nha.